Đúng rồi anh ấy, này em thấy nó trốn gì thế anh ạ? Đây rồi. Ủa, cẩn thận đấy anh ấy. Em nhìn bọn này nó bí ẩn lắm anh ạ. Đừng mới như thế anh ấy. Đây, con lên lấy nè. Ui giỏi ơi, thu kéo lên. Ui giỏi ơi, nghịch nghịch thế. Ở trên đấy kia anh ấy. Ở trên kia kìa. Vâng, nó tắt trên kia hình như em nhớ trên đấy. Cẩn thận đấy anh ấy. Anh ơi đi. Ở trên kia anh ấy. Vâng, trên đấy đấy. Trên anh ơi. Đâu. Này em thấy lãng mạn chỗ này mà anh ơi. Ui đây anh ơi. Đây rồi. Đúng chỗ này rồi anh. Đây đúng rồi. Vết nào mới đúng rồi. Đúng vết mới rồi. Đây đúng vết mới rồi anh. Đây đúng rồi anh. Đúng rồi anh. Nó trồn đây. Mấy đào nhá. Vâng. Sáng nay em nhìn thấy mấy đằng. Xong rồi nó bí ẩn lắm anh ạ. Xong rồi nó đào cái gì ở đây này. Xong rồi nó nhìn thấy em nó còn chỉ. Sáng em đi chạy bộ nó nhìn thấy em nó chỉ em xong nó còn bảo mày cút đi. Em nghi lắm em mới về em gọi anh nhỉ. Gọi anh đào lên đi. Cẩn thận anh ơi. Vết mới mà. Em về em gọi anh luôn mà. Đúng anh ạ. Đúng chỗ này anh. Đây rồi. Đây rồi. Đây cái đào sâu xuống thế nào cố. Cắt đúng rồi anh ấy, này em thấy nó trốn gì thế anh ạ? Đây rồi. Cẩn thận đây anh ấy. Em nhìn bọn này nó bí ẩn lắm anh ạ. Đừng mới như thế anh ấy. Đây này em ơi. Con lên lấy ra không? Đây thôi anh ấy. Đây này em ơi. Đây đúng anh ấy. Quay ra. Ui. Cái gì em ạ? Em không biết được. Còn gì không? Anh xem đào thêm xem còn cái gì không? Đây là mọi người. Sáng nay mình phát hiện là mấy thằng đây vết đào mới rồi. Ừ. Nó kiểu trông nó bí ẩn lắm, nó đào gì đây sáng nay. Đây là anh hiện đây rồi. Mau xem cái gì đấy. Dạ. Ui, con đến bóc không? Thôi anh theo em như này. Bây giờ em đi chạy ra chỗ khác xong bóc đi. Nhanh nhanh, bọn nó quay lại chứ. Đi. Em nghĩ là khả năng nó bị truy đuổi cái gì nó giấu gì ở đây đấy. Em nghĩ là có khả năng nó sẽ quay lại đấy. Đây. Ôi, theo em bình tĩnh anh ấy. Bây giờ mà mình mở ở đây, nếu mày mà nó là có cái đồ gì quan trọng ấy, chúng nó quay lại luôn ấy. Thì bây giờ nó nhìn thấy mình cái không may mà mình bị ăn à. Nó quay lại luôn. Ừ, mình ấy. Thôi đi xuống khai đi. Đi chạy xuống khai. Cho. Đưa em cầm ghế cho. Nhanh. Đợi em lên xe. Cái gì bí mật nhỉ? Em không biết được. Đi anh ơi. Ê ui, đây phóng dịch vào đây, khuất được đường này anh em mình mở đi. Đây nhá. Vâng. Đây an toàn rồi. Xuống đi anh ấy. Nhưng anh sợ mở ra nó là cái gì? Hàng cấm thì chết. Thôi cứ mở ra, nếu có gì anh em đi báo công an. Anh em bảo này, có khả năng nào là tiền không? Hả? Anh thấy này có một cái gì đỏ bên trong. Đâu vậy anh? Thì bóc xem nào. Khi nó giấu tiền. Kiểu tiền phi pháp hay tiền phi pháp nó không được tiêu bây giờ ấy. Ui, đây là mọi người. Đây. Anh mở ra xem nào. Anh thấy 22 hả? Em thấy sợ lắm anh ạ. Em mở ra nào. Ui, nhún em ạ. Nhún á? Hết. Hả? Không có gì. Nhún, sao lại nhún nhỉ? Ui tiền! Cái gì đấy? Ui tiền! Cái gì đấy? Hình như tiền sao ấy? Nó sao? Anh nhìn thấy 100. Đâu anh mở ra xem nào. Gấu. Gấu anh hơi nào. Ui. Ôi à, cái gì đấy? Có cái gì như này toàn này. Cái gì đấy? Nên còn gì nữa? Cái gì đấy? Mày cho ăn đúng không? Thế là anh còn nhớ hôm qua anh cho này rất là chuồng chó không? Mày hết cả người với thằng Toàn Ngư, nó báo mình ra đào với đây mọi người ơi, đấy thực ra là mình rất là cay anh Hùng và anh Dương hôm qua. Chính anh Hùng ấy, anh là đẩy mình vào trong chuồng chó, anh nhốt mình. Anh em ạ, Toàn Ngư nó gọi mình đi đào cái gì, nó nghi vấn là có bọn nào, cuối cùng ra đây.
tặng mình nhưng mà nó thành con mình anh em ạ. Ừ, thế là sao mà đây là này anh mặc sao được? Ơ? Hả? Anh thử mặc xem có vừa không? Ừ, em đi được. Ê, anh thử mặc xem có vừa. Em mua cái bộ trẻ con nấm nằm mặc. Ok các bạn ơi. Đấy, toàn ngơi cuối cùng là nó cho mình đi đào được cái bộ quần áo này, tưởng nó tặng mình hóa nó tặng cái áo trẻ con này, cuối cùng là ngoài ra là tặng cho con gấu thằng em tốt thật. Em tặng gấu mà. Ít nhất nó cũng tặng cho gọi là thú cưng của mình nên là thôi mình khai cho các bạn nhé. Thôi, bây giờ mình sẽ mặc cái bộ quần áo này vào cho gấu tuyết để xem nó đẳng cấp nào nhé. Đấy. Ui xa. À, xóa tay vào. Ôi à. Đấy. Gấu tuyết lần đầu tiên được mặc áo các bạn nhé. Đấy mà lại còn mặc áo đa nữa cơ, nó đẳng cấp thế mà. Đấy. Ách chà. Ui, mặt đẹp trai. Ui xa. Trông ngầu thế. Anh em ơi. Anh em nhìn gấu ngầu không? Đấy. Xem nào. Ấy sai là cấp gấu nó phải thế chứ. Đấy, sau đây bố mặc coi quà của bố Toàn Ngơ này, xem nào. Ấy chà. Các bạn nhìn mông mày chứ. Đấy được rồi. Là tính lại là. Ấy chà chà. Gấu gấu. Ui, nó xấu hổ nó chạy đi kìa các bạn kìa. Ui trời ơi. Toàn ơi, mày tặng nó tiền, nó có tiền nó bỏ anh nó đi rồi. Hay là khả năng nó tham phú phụ mình. Bây giờ mày đi tặng nó tiền thì nó còn gì nó quan tâm đến anh ấy. Ý nghĩa xong chết rồi. Con này nó chắc khả năng tham tiền rồi. Ừ, bỏ chủ các bạn nhá. Ừ, nó bơ rồi anh ơi. Chết rồi, nó bơ rồi, bơ rồi anh em. Ui giời ơi. Nó lại lại thụt 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 nó kéo lên. Lấy một tay cứu anh. Ui giời ơi. Nghịch nghịch thế. Ui giời ơi. Sao nghịch nghịch thế. Chú hắn xuống đây này. Ui giời ơi. Gấu ơi là gấu. Các bạn nhìn này, còn mất dạy chưa? Chắc là nó kiểu là nó được áo mới, nó tung tăng nó chạy đây anh hùa. Mới mà nhìn không nhìn thấy cái hố này anh em. Ở đây đây cũng hố. Ui. Hố sâu lắm này. Một cái hố sâu này. Tí ra thì vỡ mồm nhá. Này may quá. May quá. Kiểu nó đây đây nó có cái bụi cỏ nó che này. Kiểu nó không biết nó chạy này. Cái con này hư thích rồi. Con này thấy con đồ mới này cũng y như ông Toàn đấy các bạn. Những cái gì ấy. Con gấu này nó bị điên rồi các bạn ơi. Bị rồ rồi. Đấy. Ok các bạn ơi, đấy. Thì clip hôm nay mình đã bị Toàn Ngơ cho nhá. Tập sau mình sẽ cho lại Toàn Ngơ uy tín hơn các bạn ạ. Thôi, nếu các bạn thấy video hay, like, subscribe, chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Đấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.